bao nhiêu thứ gì đó qua cái chuyên đề đó là rủi ro, tránh rủi ro khi đầu tư bất động sản rồi, chị có thể giơ tay được không? Rồi, cảm ơn anh chị. Những người nào mà chưa qua, chưa có học qua đâu, rồi cảm ơn anh chị, tôi nhắc lại một chút xíu. Khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái bất động sản á, thì những cái rủi ro của nó sẽ có thể nó đến từ hai nhóm. Nếu chúng ta quan sát vào cái vấn đề là chủ thể tham gia vào trong cái giao dịch bất động sản đó, một trong những cái chủ thể đó là